Cộng đồng mạng Trung Quốc câm nín, thầy giáo dạy lịch sử Trung Quốc tuyên bố Việt Nam là chúa tể Đông Nam Á. Xin kính chào quý vị khán giả của Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, bấy lâu nay, hẳn chúng ta đã từng nghe không ít người Trung Quốc có những lời lẽ chê bai Việt Nam, cho rằng đất nước chúng ta chỉ là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, không có gì đáng để tự hào. Những lời đánh giá phiến diện ấy đã không ít lần xuất hiện trên các diễn đàn mạng, khiến cộng đồng mạng sôi sục với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, một video của thầy giáo dạy lịch sử ở Trung Quốc đăng tải gần đây đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại khi trong tiết học, ông đã dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn rằng Việt Nam chính là chúa tể của Đông Nam Á. Tuyên bố này không chỉ như một cú đánh mạnh vào những định kiến cũ kỹ, làm câm nín những tiếng nói từng coi thường Việt Nam, mà còn là một lời khẳng định hùng hồn về vị thế và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tại sao một quốc gia nhỏ bé lại có thể khiến cả khu vực và thế giới nể phục như vậy? Hãy cùng mình khám phá câu chuyện để tự hào này trong video hôm nay nhé! Trong video, thầy giáo giới thiệu rằng Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Nam Á, có vị trí địa lý gần Trung Quốc, Lào và Campuchia. Dù nhỏ bé, nhưng Việt Nam có diện tích khoảng 331.000 km² và dân số hơn 100 triệu người, tạo nên một sức mạnh và sự kiên cường đáng tự hào. Tiếp theo, nói về lịch sử lâu dài và đầy thử thách của Việt Nam, đặc biệt là mối liên hệ phức tạp với Trung Quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và kháng chiến để bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình. Video cũng nhắc đến giai đoạn năm 1945 khi Nhật Bản thất bại và Việt Nam tuyên bố độc lập. Dù vậy, ngay sau đó, Pháp lại quay trở lại xâm lược và Việt Nam đã phải bắt đầu một cuộc chiến kháng Pháp kéo dài đến năm 1954. Với sự hỗ trợ từ các nước bạn bè ở phía Bắc, Việt Nam đã đánh bại thực dân Pháp và chia cắt đất nước thành hai miền. Nhưng không dừng lại ở đó, từ năm 1961, cuộc chiến tranh chống Mỹ lại bắt đầu khi Mỹ can thiệp vào miền Nam để thay thế Pháp. Và một lần nữa, bằng sự kiên cường và sự đoàn kết, Việt Nam đã giành chiến thắng vĩ đại năm 1975, thống nhất đất nước và đuổi quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam. Video tiếp tục nhấn mạnh rằng, sau khi thống nhất, Việt Nam không chỉ chiến thắng quân xâm lược, mà còn chứng minh sức mạnh quân sự của mình bằng việc bảo vệ biên giới phía Bắc trong cuộc chiến tranh năm 1979. Dù đất nước còn nhiều khó khăn và bị bao vây, Việt Nam vẫn kiên cường và không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào. Đến những năm 80, Việt Nam bắt đầu đối mặt với những thay đổi lớn trên toàn thế giới, đặc biệt là sự biến đổi của các nước Đông Âu. Dù vậy, Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, dù phải rút lui khỏi các vị trí ở Lào và Campuchia. Cuối cùng, video kết thúc bằng việc khẳng định rằng, dù hiện tại Việt Nam chưa phải là quốc gia phát triển nhất khu vực, nhưng sức mạnh quân sự và ý chí kiên cường của người dân Việt Nam vẫn là một điều không thể xem thường. Át đoán chắc rằng video của thầy giáo này đăng trên Douyin thì thể nào cũng gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng cho mà xem. Và quả thật là như vậy các bạn ạ. Video trên đã thu hút được nhiều sự chú ý và tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng xứ Trung. Bây giờ chúng ta hãy cùng lướt qua một số bình luận đáng chú ý nhé. Thầy giảng hay quá, cảm ơn thầy đã giải thích, nhờ đó mà em hiểu thêm về Việt Nam. Việt Nam là quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á, lịch sử đã chứng minh điều đó khi họ luôn giữ vững độc lập trước mọi thế lực ngoại bang. Việt Nam chỉ mạnh trong khu vực Đông Nam Á thôi, nếu so với các cường quốc khác thì còn phải cố gắng rất nhiều. So với các nước khác trong khu vực, Việt Nam thực sự đã có những bước tiến đáng kể, nhưng để trở thành chúa tể thì vẫn còn xa. Trung Quốc có thể mạnh hơn, nhưng Việt Nam có sự bền bỉ và tinh thần đoàn kết mà không phải quốc gia nào cũng có. Việt Nam đã chứng tỏ mình qua những cuộc chiến tranh và giành lại độc lập, điều mà không phải nước nào cũng làm được. Dù sao đi nữa, Việt Nam vẫn là một quốc gia đáng ngưỡng mộ với sự phát triển ổn định và một tương lai đầy hứa hẹn. Việt Nam đã chứng minh sức mạnh và sự kiên cường của mình qua nhiều thế hệ và cuộc chiến tranh. Và với sự phát triển mạnh mẽ hiện tại, đất nước họ hoàn toàn có khả năng vươn lên thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á nếu tiếp tục phát huy những lợi thế này. Tôi nghĩ Việt Nam đang trên đà trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng cần phải củng cố thêm sức mạnh kinh tế để đạt được điều đó. Việt Nam cần phải học hỏi từ Trung Quốc nhiều hơn để phát triển, không nên chỉ tự mãn với những gì đã đạt được. Tôi nghĩ rằng Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được vị thế dẫn đầu Đông Nam Á. Các quốc gia khác trong khu vực cũng đang nỗ lực không kém và họ cần phải cố gắng hơn nhiều. Việt Nam đã có một quá khứ vĩ đại và chúng tôi rất tôn trọng điều đó. Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch và giáo dục cho thấy một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn cho đất nước này. Thưa quý vị, có thể thấy rằng cộng đồng mạng Trung Quốc với nhiều ý kiến đa dạng,
có người khen ngợi sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong khu vực, nhấn mạnh rằng đất nước chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách để vươn lên mạnh mẽ. Cũng có những ý kiến chê bai cho rằng danh xưng chúa tể của Đông Nam Á còn phải phấn đấu thêm nhiều. Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức phía trước, cần tiếp tục nỗ lực không ngừng để duy trì vị thế và khẳng định sức mạnh thực sự của mình. Mặc dù có những ý kiến trái chiều, nhưng nhìn chung sự công nhận và chú ý từ cộng đồng quốc tế, dù là khen hay chê, đều là dấu hiệu cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á phải không nào? Trước đây trong mắt không ít người Trung Quốc, Việt Nam từng bị coi là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và kém phát triển. Hình ảnh về Việt Nam trong suy nghĩ của họ thường gắn liền với những cuộc chiến tranh đau thương và một nền kinh tế lạc hậu, không có gì nổi bật trên bản đồ khu vực Đông Nam Á. Sự chê bai này không chỉ xuất phát từ sự so sánh với chính đất nước họ, một cường quốc kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ, mà còn từ một góc nhìn mang tính lịch sử và văn hóa. Trung Quốc đã từng là một trong những nước có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Và vì vậy, trong tư tưởng của nhiều người, Việt Nam luôn là một quốc gia dưới cơ, không thể sánh ngang với Trung Quốc về bất kỳ phương diện nào, từ kinh tế, quân sự cho đến văn hóa. Lý do khiến Trung Quốc có cái nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam còn nằm ở sự thiếu hiểu biết và sự thiên lệch trong việc tiếp nhận thông tin. Trong thời đại mà truyền thông thường tô đậm các vấn đề tiêu cực, những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt sau chiến tranh, hay những vấn đề xã hội như tham nhũng, nghèo đói thường được phóng đại, điều này càng củng cố thêm sự chê bai từ phía người Trung Quốc, khiến họ dễ dàng coi nhẹ những nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video, quan điểm của nhiều người Trung Quốc về Việt Nam đã bắt đầu thay đổi. Thông qua các video trực quan và sinh động, họ có cơ hội nhìn thấy một Việt Nam hoàn toàn khác, một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, cơ sở hạ tầng hiện đại và một cộng đồng doanh nghiệp năng động. Những hình ảnh về các khu đô thị mới, những tòa nhà chọc trời tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng đã khiến không ít người ngạc nhiên và thán phục. Họ bắt đầu nhận ra rằng Việt Nam không còn là một quốc gia lạc hậu như họ từng nghĩ, mà đã vươn mình thành một thế lực mới nổi trong khu vực. Việc người Trung Quốc đã bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về Việt Nam cũng đến từ những thay đổi về nhận thức. Nhiều người trong số họ nhận thấy rằng, mặc dù xuất phát điểm thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Những bước tiến về công nghệ và sản xuất, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, đã khiến nhiều người Trung Quốc phải suy nghĩ lại về quan điểm của mình. Việt Nam không còn là một quốc gia nhỏ bé, lạc hậu, mà đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. Sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ của người Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng và công nhận từ cộng đồng quốc tế, thay vì những lời chê bai vô căn cứ phải không nào? Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin thú vị mỗi ngày về Việt Nam xinh đẹp. Nếu bạn muốn ad làm về chủ đề nào tiếp theo, đừng ngần ngại để lại comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!